Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay trên tay mình đang là một chiếc máy mới của Samsung dòng A, đó là Samsung Galaxy A3. Hôm nay mình sẽ trên tay và giới thiệu với các bạn về cái thiết kế bên ngoài cũng như những cái điểm nổi bật của chiếc điện thoại này. Thì đầu tiên là về cái kích thước của máy. Các bạn có thể thấy cái máy nó rất là gọn gàng. Bây giờ mình sẽ so sánh với một cái mẫu máy cũng gọn gàng khác và thuộc hàng siêu phẩm, đó là iPhone 5S. Thì các bạn có thể thấy khi mà chúng ta để gần như thế này, các bạn có thể thấy là iPhone 5S nó nhỏ hơn một tí. Một cái app vào thì Galaxy A3 không có lớn hơn iPhone 5S bao nhiêu cả. Thì bạn từ đó các bạn có thể thấy được cái kích thước rất là nhỏ gọn của chiếc A3. Về cái phần thiết kế thì A3 được sử dụng hoàn toàn. Đây là một trong những chiếc máy đầu tiên của Samsung được làm hoàn toàn từ kim loại. Toàn bộ các phần khung và phần mặt sau, mặt trước đều được làm kim loại hết. Thì mặt trước là kính, ở phía sau chúng ta có kim loại, ở phía cạnh cũng có kim loại. Mình rất là thích cái điều này ở Samsung, họ đã cải tiến hoàn toàn cái dòng này và cho ra cái dòng A này hoàn toàn nó rất là tốt. Tất cả các cạnh các bạn có thể thấy là Samsung vác những cái đường diamond cut rất là đẹp, làm chiếc máy này tuy là ở mức giá tầm trung là khoảng 7 triệu đồng thì cái A3 này rất là đẹp rồi. Ở phía trước thì chúng ta có một cái phần màn hình với cái kích thước là 4,5 inch với độ phân giải là quy nhỏ HD, tức là 540x960. Thì chạy ra cái độ phân giải nó, cái mật độ điện mạnh nó không có cao lắm, là khoảng 245 ppi thôi. Nhưng mà đặc biệt thì công nghệ màn hình trên A3 mà Samsung đã áp dụng vào đó là công nghệ Super AMOLED. Cho nên các bạn có thể thấy là những hình ảnh hay là những màu sắc hiển thị trên cái màn hình này nó rất là lịnh mắt. Và đặc biệt là cái màu đen rất là sâu. Ở phía trên thì chúng ta có cái phần loa thoại, cảm biến và camera trước, logo của Samsung. Thì cái phần camera trước của A3 thì họ đánh mạnh vào trong cái tính năng selfie, cho nên nó có cái độ phân giải 50 megapixel. Với những ứng dụng về chúng ta có thể chỉnh gia, đây mình sẽ mở lên để các bạn xem. Đấy, ở phía trong này chúng ta có những cái tính năng như là selfie. Đặc biệt khi mà các bạn muốn selfie thì các bạn giơ tay như thế này, nó sẽ tự động nó nhận. Đấy, đấy là tự động nó sẽ nhận và nó sẽ chụp. Thì đồng thời với cái tính năng selfie họ trang bị cho cái A3 và A5 nói chung, thì với cái tính năng selfie đó là chúng ta có chỉnh sửa khuôn mặt và làm cho khuôn mặt da nó đẹp. Ngoài ra thì còn có thêm cái phần bóp cái phần cái cạnh hàm của chúng ta lại cho được cái đường V-line, và đặc biệt thêm nữa đó là cái tính năng làm cho mắt chúng ta to ra. Ở phía trên thì các bạn có thể chỉnh được, ở đây là độ phân giải 50 megapixel, hay là chúng ta có thể nói để cho máy chụp chứ không cần phải sử dụng cái bàn tay. Hoặc là chúng ta có thể chỉnh thời gian. Đây những cái hiệu ứng kèm theo nâu đỏ. Thì cái camera trước này có độ phân giải và cái tính năng chụp rất là tốt. Ở camera sau thì chúng ta có một cái camera đó là 80 megapixel, với những cái tính năng chụp ảnh mà xem Samsung đã kèm vào đây, như là tính năng chụp ảnh selfie, toàn cảnh chụp liên tục, HDR màu tươi hay là ban đêm. Đó là về cái phần máy ảnh của chiếc Samsung Galaxy Alpha. Ở phần mặt sau thì chúng ta có một cái phần mặt lưng được làm rất là đơn giản. Ở phía trên chúng ta có một cái đèn flash rất là lớn. Cạnh đó là cái camera chính của máy với độ phân giải 80 megapixel. Thì camera này nó hơi lồi ra ngoài một tí, nhưng mà Samsung cũng làm cái camera này rất là đặc biệt. Họ vác cái phần xung quanh cái camera này nó rất là bóng, nên cầm vào chúng ta nó rất là đẹp. Kế bên nữa đó là cái phần lo ngoài của máy. Logo của Samsung được in hơi nổi lên phía trên, và phía dưới là những cái thông tin của chiếc máy này. Thì cái mặt lưng này làm tương đối là đơn giản cho nên mình khá là thích. Tất cả các cạnh các bạn có thể thấy có cái đường vát kim cương như mình đã có giới thiệu lúc đầu, và cái đường vát kim cương này làm cho máy rất là sáng. Ở phía trên thì chúng ta chỉ có một cái micro hỗ trợ cho cái việc quay video thôi, không có những cái cổng micro hay gì cả, tất cả đều đưa vào những cái cạnh dưới. Ở bên trái là cạnh với cái phím tăng âm lượng, thì cái phím này cũng được làm bằng kim loại và rất là mạnh. Ở phía bên cạnh phải thì các bạn có thể thấy chúng ta có một cái phần cạnh với cái phím nguồn là được làm bằng kim loại. Và đặc biệt đó là cái vị trí của khay SIM cũng như khay thẻ nhớ. Thì mình xin lưu ý với các bạn là cái A3 sử dụng cả hai SIM, nó đều là nano SIM. Đây mình sẽ mở ra để các bạn xem thử. Đây là khay SIM thứ nhất của A3. Đấy, nhìn như thế này. Tiếp theo với cái khay SIM thứ hai. Thì đặc biệt cái khay SIM thứ hai này là kim luôn cái vị trí của cái thẻ nhớ. Các bạn có thể thấy cái phần thẻ nhớ thì nằm ở phía dưới, còn cái SIM thứ hai thì nằm ở phía trên, và các bạn phải lật ngược nó lại để chúng ta đọc được cái
SIM thứ hai và cũng là chuẩn nano SIM. Ở phía trên này còn có thêm những cái thông tin về chiếc máy được in lên phía trên này. Ở phía dưới thì là có vị trí của một cái mic thoại ở phía bên trái. Tiếp theo đó là cổng micro USB và cái cắm tai nghe 3.5 của máy. Thì nhìn chung với về cái thiết kế thì A3 hoàn toàn là một chiếc máy rất là đẹp ở cái tài giá tầm trung là khoảng 7 triệu. Thì đây là một gọi là mình có thể gọi nó là một sát thủ trong cái tầm giá này. Rất là tốt. Về các phần mềm bên trong thì Samsung update cho Alpha. Xin lỗi các bạn là cái A3 lên cái phần mềm mới nhất hiện nay đó là 4.4.4. Gần như là mới nhất hiện nay và cái giao diện được làm rất là đẹp. Tương tự như những cái dòng máy cao cấp. Và đặc biệt thì A3, xin lỗi các bạn là cái A3 còn có thêm cái chế độ siêu tiết kiệm pin mà các bạn đã từng thấy ở trên S5 hoặc là trên Note 4 thì đã có xuất hiện rồi. Về cấu hình thì Galaxy A3 sử dụng chip xử lý Snapdragon 410 thế hệ mới của Qualcomm. Đây là một chip 64-bit với 4 nhân và có tốc độ là 1.2GHz. RAM của máy là chỉ là 1GB và bộ nhớ trong của máy là 16GB. Ngoài ra thì các bạn có thể hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 64GB. Thì với mức giá khoảng 7 triệu đồng, Samsung Galaxy A3 thực sự là một chiếc máy rất là tốt. Các bạn có một cái thân hình ở bên ngoài với toàn bộ các khung được làm từ nhôm nguyên khối rất là đẹp. Các đường vát cạnh diamond khích làm cho chiếc máy rất là sáng. Ngoài ra vi xử lý bên trong, bộ nhớ, camera, tất cả mọi thứ đều rất là tốt ở cái tầm giá này. Thì khi mà có hàng chính hãng trực tiếp ở Mai Nguyên thì mình sẽ khui hộp để các bạn xem những cái phụ kiện kèm theo có gì đặc biệt trong cái đợt đầu máy về không. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.